Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Công Thương Vietinbank tổ chức hội nghị thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năm 2022. Yên Bái hiện có khoảng 74 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ. Trong đó, nhóm công nghiệp chế biến khoáng sản và nhóm hàng may mặc là nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Mặc dù chịu tác động bởi dịch COVID-19, nhưng giá trị xuất khẩu của tỉnh quý 1 năm 2022 đạt trên 62 triệu đô la, bằng 22% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ một số lợi thế, tiềm năng xuất khẩu của tỉnh, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khó khăn, thách thức trong hoạt động xuất khẩu hiện nay. Như công tác xúc tiến thương mại xuất khẩu chưa được đẩy mạnh, các mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thị trường, có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Một số đại biểu cũng kiến nghị có biện pháp giúp doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao năng lực trong công tác cảnh báo, phân tích, tình hình tăng trưởng xuất khẩu, nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Để nâng cao năng suất lao động, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất theo chuỗi, từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu, để kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa và nâng cao giá trị xuất khẩu. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức chuyên sâu về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, về những thay đổi trong chính sách. Cùng với đó, tập trung hỗ trợ vốn cho xuất khẩu, gia tăng các chính sách tín dụng từ các ngân hàng thương mại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ sở tầng, các dự án trong cụm khu công nghiệp. Sáng nay, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ số trong công tác dự báo thời tiết, cảnh báo và thống kê thiệt hại do thiên tai. Tại buổi hội thảo, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái được thông tin về tình hình thời tiết ở Yên Bái trong những năm gần đây, việc xây dựng hệ thống thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái. Trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, mưa lớn cục bộ, dông lốc, mưa đá, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, nắng nóng diện rộng kéo dài, nắng nóng cục bộ, rét đậm, rét hại diễn ra thường xuyên. Vì vậy, nghiên cứu khoa học điều tra khảo sát các điểm sạt lở trên địa bàn 4 huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái là rất cần thiết, trong đó có xây dựng cơ sở dữ liệu thời tiết và cảnh báo thiên tai, xây dựng các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh về cung cấp thời tiết và cảnh báo thiên tai trực tuyến, cập nhật thiệt hại sau thiên tai từ cấp xã, tự động tổng hợp cấp huyện để giúp người dân nhằm ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành văn bản chỉ đạo các xã phường, các phòng ban, hội đoàn thể chính trị xã hội rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Qua rà soát năm 2022, nhu cầu vay vốn của 4 nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn thị xã là trên 35 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là gần 430 hộ, với số vốn 30 tỷ đồng. Chương trình cho vay để mua nhà ở xã hội trên 3,2 tỷ đồng. Riêng hai chương trình cho vay đối với học sinh sinh viên để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi chương trình có nhu cầu vốn trên 1 tỷ đồng. Ngay khi được phân giao vốn của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ sẽ triển khai cho vay đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Với nhiều giải pháp tích cực trong đầu tư xây dựng, tính đến cuối tháng 4 năm 2022, Văn Chấn là địa phương đang dẫn đầu khối các huyện, thị xã, thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, với tỷ lệ giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn được giao.
Năm 2022, huyện Văn Chấn triển khai 54 công trình xây dựng cơ bản, bao gồm cả những công trình chuyển tiếp từ năm 2021 với tổng mức đầu tư trên 442 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn giao năm 2022 là trên 76 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết mưa nhiều, giá cả nguyên vật liệu, phục vụ các công trình xây dựng tăng cao, gây khó khăn cho việc thi công. Sau huyện Văn Chấn chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án. Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các dự án còn chậm, thường xuyên họp với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời có kế hoạch thanh toán các nguồn vốn theo đúng cam kết giải ngân với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với những giải pháp tích cực, đến nay huyện Văn Chấn là địa phương có kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt cao nhất trong khối các huyện thị, tỷ lệ giải ngân đạt 60%, tương đương số vốn gần 46 tỷ đồng. Đã có 4 trên 17 công trình được khởi công mới, các công trình còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để khởi công trong thời gian sớm nhất, nhằm nhanh chóng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu trong năm 2022 giảm 4,38% hộ nghèo, tương đương với 1.326 hộ nghèo trở lên, huyện Yên Bình triển khai các dự án và giải pháp cụ thể để hỗ trợ người dân thoát nghèo. Gia đình chị Lý Thị Hiền, dân tộc Dao ở thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái là một trong những hộ nghèo của xã. Kinh tế chủ yếu trông vào 6 sào ruộng và diện tích đồi rừng ít ỏi, nên thu nhập của cả gia đình chị chỉ khoảng 5 triệu đồng một tháng. Với mức thu nhập này, chị Hiền phải tằn tiện để lo cho 6 nhân khẩu trong gia đình. Để hỗ trợ chị Hiền phát triển kinh tế, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình đã hỗ trợ 3.000 cây quế giống và trồng quế giúp gia đình chị Hiền trong ngày cuối tuần cùng dân. Được xã huyện và Trung tâm Truyền thông Văn hóa hỗ trợ cây giống và giúp đỡ gia đình trồng cây, tôi rất vui. Gia đình xin cảm ơn chính quyền địa phương, các cấp các ngành đã quan tâm giúp đỡ, để gia đình có điều kiện phát triển kinh tế sớm vươn lên thoát nghèo. Qua giả soát, xã Bảo Ái có 415 hộ nghèo. Để giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, xã đã phối hợp với các cơ quan của huyện xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể đối với từng hộ. Vừa qua, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đã vận động cán bộ viên chức hỗ trợ 5 hộ nghèo, Ban tuyên giáo tỉnh ủy hỗ trợ 16 hộ, qua đó động viên giúp đỡ bà con nỗ lực vươn lên sớm thoát nghèo. Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện, cấp ủy chính quyền xã Bảo Ái đã có kế hoạch rà soát ngay từ đầu năm đối với các hộ nghèo trong xã và đặc biệt là đối với các cái hộ mà trong kế hoạch sẽ có cái chương trình hỗ trợ tác động để các hộ gia đình thoát nghèo. Thế thì xã cũng đã giao cho các ban ngành đoàn thể trực tiếp xuống hộ để rà soát nhu cầu, và đặc biệt là cái phương pháp là giải pháp để hỗ trợ cho hộ gia đình để thoát được nghèo. Chúng tôi cũng còn có cái giải pháp là sau này còn tiếp tục hỗ trợ cho hộ thoát nghèo một cách bền vững chứ không phải là trong 1-2 năm. Thời gian qua tại các xã Ngọc Trấn, Yên Thành, Phúc An, Tân Nguyên, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã hỗ trợ 12 hộ nghèo mỗi hộ 1 triệu đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện hỗ trợ lợn giống trị giá 20 triệu đồng cho 4 hộ nghèo xã Ngọc Trấn và 2 hộ nghèo xã Yên Thành. Gia đình chị Bàn Thị Đông, thôn Khuôn Đát, xã Phúc An được cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện hỗ trợ một đôi lợn giống, tạo nguồn sinh kế để gia đình chị có thu nhập ổn định. Xin cảm ơn đến các chính quyền địa phương, chính quyền huyện đã quan tâm đến gia đình. Cái thứ hai nữa là gia đình sẽ cố gắng chăm sóc đàn lợn thật là tốt ạ. Cái thứ ba là sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để phát triển tốt hơn nữa ạ. Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2022 giảm 4,38% hộ nghèo, tương đương 1.326 hộ nghèo. Ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đặc biệt đa dạng hóa các mô hình sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo nâng cao thu nhập. Với cách làm giảm nghèo thì chúng tôi tiếp tục tham mưu đổi mới mạnh mẽ về cơ chế phương thức giảm nghèo với quan điểm là cho cần câu chứ không cho con cá và chuyển đổi từ hỗ trợ không điều kiện sang hỗ trợ có điều kiện và hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp, rồi đa dạng hóa sinh kế để nhằm khuyến khích tích cực cho hộ nghèo tham gia và đảm bảo là các hộ được vươn lên thoát nghèo và tiếp tục là huy động thực hiện các nguồn lực để
xóa nhà rột nát, nhà tạm. Trong năm 2022 thì chúng tôi phấn đấu là xóa 272 nhà. Hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình, các cơ quan đơn vị trong huyện đã đăng ký thực hiện 65 công trình phần việc ra quân hỗ trợ, giúp đỡ các hộ giảm nghèo. Đến nay tất cả các hộ nghèo đã được tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các giải pháp thoát nghèo. Gần 50% hộ nghèo đã được giúp đỡ dưới nhiều hình thức như hỗ trợ cây con giống, máy nông cụ sản xuất, xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu, mô hình 60 6 sạch, vệ sinh nhà cửa, lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, xóa nhà rột nát. Qua đó kịp thời động viên chia sẻ, giúp các hộ nghèo thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững.